Bão số 8 cách Hà Tĩnh 240 km, suy yếu trước khi đổ bộ đất liền. Lúc 4 giờ ngày 14 tháng 10, tâm bão ở khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc, 107,8 độ Kinh Đông, cách Thanh Hóa khoảng 300 km, cách Nghệ An khoảng 310 km, cách Hà Tĩnh khoảng 240 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 11. Ban kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 200 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 14 tháng 10, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19 độ vĩ bắc, 105,8 độ kinh đông, ngay trên vùng biển ven bờ từ Nam Định đến Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 đến 25 km, đi vào đất liền khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 40 km một giờ. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, phía Bắc Vĩ tuyến 17 độ Vĩ Bắc, phía Tây Kinh tuyến 110 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm, nguy cơ cao, chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Trong hôm nay 14 tháng 10, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình, gió mạnh cấp 6, 7, giật cấp 9. Vịnh Bắc Bộ, bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế, bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ. Gió mạnh cấp 6, 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 11, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,3 đến 0,5 mét, kết hợp với chiều cường gây ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Khu vực giữa và Nam biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau gió Tây Nam mạnh cấp 6 giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 m Biển động. Cùng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 14 đến 15 tháng 10, khu vực Bắc Bộ và Quảng Trị mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 150 mm, có nơi trên 150 mm. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 200 mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp và ven sông. Từ 16 tháng 10 đến 19 tháng 10, ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với vùng áp thấp, khả năng xuất hiện trên giải hội tụ nhiệt đới nên khu vực trung bộ tiếp tục xảy ra mưa to đến rất to.